Thạch anh Teo ăn hết 10 gói sân anh bắp ngọt. Ok em nha. Teo sẽ thực hiện thử thách này. Bây giờ Teo sẽ cho mọi người xem nha. Bên trong là có các hình giống hình khối này. Khi Teo cắn đá là nghe mùi bắp nha. Ăn rất là ngọt luôn. Snack bim bim bắp ngọt thơm, hẳn có vị phô mai, giòn và xốp. Các bạn có thể đặt về ăn thử. Các bạn muốn Teo ăn món nào thì các bạn comment bên dưới nhé. Các bạn nhớ truy cập kênh YouTube Teo Ham Ăn để xem những tập mới sớm nhất nhé.